Thi Thiên 50. Đấng quyền năng là Đức Chúa Trời, là Đức Giê-hô-va, phán và gọi thiên hạ từ hướng mặt trời mọc cho đến hướng mặt trời lặn. Từ Si-ôn tốt đẹp hoàn hảo, Đức Chúa Trời đã chiếu sáng ra. Đức Chúa Trời chúng ta đến và không im lặng đâu. Trước mặt Ngài là ngọn lửa bùng cháy, chung quanh Ngài là trận bão dữ dội. Ngài gọi các tầng trời trên cao và đất ở bên dưới để phán xét con dân Ngài. Hãy tập hợp những người trung tín lại cùng ta, là những người đã lập giao ước với ta bằng sinh tế. Các tầng trời rao truyền sự công chính Ngài, vì chính Đức Chúa Trời là thẩm phán. Hỡi dân ta, hãy nghe, ta sẽ phán. Hỡi Israel, ta sẽ làm chứng chống lại ngươi. Ta là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của ngươi. Ta sẽ chẳng trách ngươi vì các sinh tế, cũng không quở ngươi vì tế lễ thiêu hằng ở trước mặt ta. Ta sẽ không bắt bò đực nơi nhà ngươi, cũng chẳng lấy dê đực trong bầy ngươi, vì tất cả thú rừng đều thuộc về ta. Các bầy súc vật trên hàng nghìn đồi núi cũng vậy. Ta biết hết mọi loài chim trên núi, mọi sinh vật ngoài đồng đều thuộc về ta. Nếu ta đói, ta chẳng cần nói cho các ngươi biết, vì thế gian và muôn vật trong đó đều thuộc về ta. Ta có ăn thịt bò đực hay uống huyết dê đực không? Hãy dâng lời cảm tạ làm sinh tế cho Đức Chúa Trời, và hoàn tất các điều hứa nguyện của ngươi cho Đấng Chí Cao. Hãy kêu cầu ta trong ngày gian truân, ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh ta. Nhưng Đức Chúa Trời phán với kẻ ác rằng, vì sao ngươi thuật lại các luật lệ ta? Cớ sao miệng ngươi nói về giao ước ta? Vì ngươi ghét sự sửa dạy, vứt bỏ sau lưng các lời ta phán. Khi ngươi thấy kẻ ăn trộm thì đồng tình với hắn, ngươi chia phần với bọn ngoại tình. Miệng ngươi buông ra những lời độc ác, lưỡi ngươi thiêu dệt những chuyện dối lừa. Ngươi ngồi nói hành anh em ngươi, vu khống con trai của mẹ ngươi. Đó là điều ngươi đã làm, còn ta im lặng. Ngươi tưởng rằng ta cũng giống như ngươi, nhưng ta sẽ trách phạt ngươi, phơi bày các điều đó ra trước mắt ngươi. Hỡi kẻ quên Đức Chúa Trời, hãy suy xét. Nếu không, ta sẽ nát ngươi và chẳng ai giải cứu. Ai dâng lời cảm tạ làm tế lễ là tôn vinh ta, còn người nào đi theo đường ngay thẳng, ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Philemon, Phao-lô, người tù của Đấng Christ Giê-xu, và Timôthê, người anh em, kính gửi Philemon, người rất quý mến và là bạn đồng lao của chúng tôi. Đồng kính gửi Abby, người chị em của chúng tôi, A-chíp, người bạn cùng chiến đấu, và hội thánh tại nhà anh. Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ ban ân điển và bình an cho anh em. Tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời tôi mỗi khi nhắc đến anh trong lời cầu nguyện, vì tôi được nghe về đức tin của anh nơi Chúa là Đức Chúa Giê-xu và lòng yêu thương của anh đối với tất cả các thánh đồ. Tôi cầu nguyện rằng sự chia sẻ đức tin của anh sẽ nâng cao sự hiểu biết về mọi điều tốt đẹp mà chúng ta có được trong Đấng Christ. Thưa anh, tình yêu thương của anh đã đem lại niềm vui và sự an ủi sâu xa cho tôi, vì nhờ anh mà lòng của các thánh đồ được tươi mới. Cho nên, dù trong Đấng Christ tôi có quyền truyền cho anh điều phải làm, nhưng vì tình yêu thương, tôi muốn nài xin anh thì hơn. Tôi, Phao-lô đã già rồi và hiện nay đang bị tù vì Đấng Christ Giê-xu. Nài xin anh giúp Onesim, người con mà tôi đã sinh ra trong vòng xiềng xích. Trước kia, người này không ích lợi gì cho anh, nhưng bây giờ thì ích lợi cho cả anh và tôi. Tôi gửi người này về cho anh như gửi chính tấm lòng của tôi vậy. Tôi muốn giữ người này lại với tôi để thay anh chăm lo cho tôi trong lúc tôi vì tin lành mà chịu xiềng xích. Nhưng tôi không muốn làm điều gì khi chưa được anh đồng ý, để việc lành anh làm không bởi ép buộc mà do tự nguyện. Có lẽ vì điều này mà Onesim đã xa anh một thời gian, để anh có thể nhận lại người này mãi mãi.
không phải như một nô lệ nữa, nhưng hơn hẳn một nô lệ, là một anh em quý mến. Đối với tôi, người này đặc biệt quý mến, nhưng đối với anh lại càng quý mến hơn, cả về phần xác lẫn phần trong Chúa. Vậy, nếu anh xem tôi là bạn đồng lao, xin hãy tiếp nhận người này như chính mình tôi vậy. Nếu người này có làm thiệt hại anh hoặc mắc nợ điều gì thì anh cứ tính cho tôi. Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều này, tôi sẽ hoàn trả cho anh. Còn chuyện anh nợ tôi về chính bản thân mình thì không nhắc đến. Phải, thưa anh, xin anh cho tôi có được niềm vui này trong Chúa và làm tươi tỉnh tâm hồn tôi trong Đấng Christ. Tôi viết cho anh với niềm tin tưởng là anh sẽ ưng thuận và biết rằng anh sẽ làm quá điều tôi yêu cầu. Nhân thế, hãy chuẩn bị cho tôi một chỗ trọ, vì tôi hy vọng nhờ lời cầu nguyện của anh em, tôi sẽ được trở về với anh em. Epaphra, người bạn tù của tôi trong Đấng Christ Giêsu, chào thăm anh. Mark, Aristarch, Dema và Luca, những bạn đồng lao của tôi cũng vậy. Cầu xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ ở với tâm linh anh em. Esai đoạn 53. Ai tin điều đã được trao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được bày tỏ cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chòi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có vẻ đẹp cũng chẳng có sự uy nghi để chúng ta nhìn ngắm. Không có gì trong diện mạo người khiến chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh rẻ và chối bỏ, từng trải sự đau khổ, biết sự đau ấm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật, người đã mang sự đau ấm của chúng ta, đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta, mà chúng ta lại nghĩ rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh, đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người mang, chúng ta được lành bệnh. Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên người. Người bị ngược đãi và khốn khổ nhưng không hề mở miệng, như chiên con bị đem đi làm thịt, như chiên câm lặng trước mặt kẻ hớt lông. Người không hề mở miệng, người đã bị ức hiếp, xét xử và bị giết đi. Trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng người đã bị đánh phạt và cất khỏi đất người sống là vì tội lỗi của dân ta? Người ta đã đặt mộ người chung với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu, dù người không hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Đức Giê-hô-va vui lòng để người bị tổn thương và chịu đau khổ. Sau khi đã dâng mạng sống làm tế lễ chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình, các ngày của người sẽ dài thêm, và ý muốn của Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thành tựu. Nhờ sự khốn khổ của linh hồn mình, người sẽ thấy kết quả và mãn nguyện. Đầy tớ công chính của ta sẽ thấy sự hiểu biết về mình, làm cho nhiều người được xưng công chính, vì người gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế, ta sẽ chia phần cho người đồng với những người lớn, người sẽ chia chiến lợi phẩm với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân, đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Esai đoạn 54. Hỡi người hiếm muộn chưa sinh con, hãy ca hát. Hỡi kẻ chưa từng đau đớn vì sinh nở, hãy trỗi tiếng reo mừng. Vì con cái của phụ nữ bị bỏ sẽ đông hơn con cái của phụ nữ có chồng, Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy mở rộng chỗ trại ngươi, dương màn chỗ ngươi đang ở, chớ để chật hẹp. Hãy giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc, vì ngươi sẽ lan rộng ra bên phải và bên trái. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm các nước làm cơ nghiệp, chúng sẽ làm cho các thành hoang vu trở nên đông dân. Đừng sợ, vì ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹn. Đừng nản, vì ngươi không còn xấu hổ nữa.
ngươi sẽ quên điều sỉ nhục lúc còn trẻ và không còn nhớ sự nhục nhã trong cảnh quá bùa. Vì chồng ngươi là đấng tạo hóa ngươi, danh ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, đấng cứu chuộc ngươi là đấng thánh của Israel, sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả trái đất. Đức Giê-hô-va đã gọi ngươi về như gọi vợ đã bị bỏ và tâm thần sầu não, tức là vợ cưới lúc còn trẻ và đã bị từ bỏ. Đức Chúa Trời ngươi phán: Ta đã bỏ ngươi trong một thời gian ngắn, nhưng ta sẽ đón ngươi về với lòng thương xót vô hạn. Trong cơn tức giận tột cùng, ta ngoảnh mặt khỏi ngươi một lúc, nhưng vì lòng nhân từ vô biên, ta sẽ thương xót ngươi. Đấng cứu chuộc ngươi là Đức Giê-hô-va phán vậy. Đối với ta, điều này cũng giống như nước lục thời Nô-ê, như ta đã thề rằng nước lục thời Nô-ê sẽ không bao giờ tràn ngập mặt đất nữa, thì ta cũng thề rằng ta sẽ không giận ngươi và cũng không trách phạt ngươi nữa, dù nước dời, dù đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ của ta không dời khỏi ngươi và giao ước bình an của ta chẳng chuyển lai. Đức Giê-hô-va là đấng thương xót ngươi phán vậy. Hỡi những người cùng khốn, bị bão tố dồi dập, mất sự an ổn, này, ta sẽ lấy ngọc lam làm đá xây nhà của ngươi và lát nền bằng ngọc bích. Ta sẽ lấy hồng ngọc làm tường có tháp canh của ngươi, lấy đá quý lấp lánh làm các cổng của ngươi. Toàn bộ tường thành của ngươi đều làm bằng bổ thạch. Tất cả con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, và chúng sẽ được bình an vô cùng. Ngươi sẽ được lập vững trên sự công chính, ngươi sẽ thoát khỏi sự áp bức chẳng sợ gì cả, và thoát khỏi sự kinh hãi vì nó sẽ không đến gần ngươi. Nếu có ai tấn công ngươi thì điều đó không phải đến từ ta. Ai tấn công ngươi sẽ sụp đổ vì ngươi. Này, chính ta đã dựng nên người thợ rèn, đốt than thổi lửa, sản xuất vũ khí để dùng. Cũng chính ta đã dựng nên kẻ hủy diệt để thực hiện việc tàn phá. Nhưng tất cả vũ khí được chế tạo để chống lại ngươi đều không thành công. Ngươi sẽ định tội mọi lưỡi nổi lên kiện cáo ngươi. Đó là cơ nghiệp của các đầy tớ Đức Giê-hô-va và sự công chính của họ do ta ban cho. Đức Giê-hô-va phán vậy.